chính Nguyễn Đình Bờ xin chào quý vị anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay chính chia sẻ một video là cách lắp cái con điều tốc của xe đạp điện này. Cái điều tốc của xe đạp điện này nó bị chết rồi, bây giờ phải thay con mới này vào. Em quay gần vào cái bây giờ cứ màu vàng đấu màu vàng. Dùng tia sáng bạn vào ok. Còn cái dây màu xanh này lại đấu với dây màu xanh. Đây dây màu xanh. Dây màu xanh là đúng rồi, màu xanh là ok. Hai cái dây đen này. Cho dây đen. Dây xanh này có dây đen. Đi đỏ hay đấu vào dây đỏ. Đi đấu vào là lộ tạch cái là ok. Đấy, cái cụm 5 dây ở bánh này. Đấy, đây là cái cụm 5 dây ở bánh nhé. Đấy, ta cắm ra. Đấy, là ok. Còn cái màu dây đỏ này, đây là dây đỏ này là cái cụm lên tay ga thì đây. Đấy, cắm vào là ok. Đấy. Còn có một cái dây đỏ này nữa, dây đỏ là ta phải đấu vào cái dây màu vàng này. Đây là dây màu vàng. Lên nó bị đã để sẵn rồi thì việc lắp vào là ok rồi. Xe này là điều tốc nó chết cho nên là khi bật khóa điện lên ga là cái bánh sau nó khự lại, không quay được bánh, cứ ga liền là nó lặn bánh. Mình kiểm tra là cái con điều tốc cũ theo xe của nó là đã bị hỏng rồi, và bây giờ chính thay thế cái điều tốc này vào, bật khóa điện, cái phần bật khóa điện này, bật khóa điện lên, không quay được bánh xe. Bây giờ xe đã trở lại bình thường. Rồi cho anh xin. Đây. Đây là xe này là cái điều tốc này là thay điều tốc mới, là xe trở lại bình thường. Đây là chiếc xe đạp điện khách mang đến, là chính kiểm tra là hết dây điện rồi nhưng không bị đứt dây. Kiểm tra hết dây điện nhưng không bị đứt. Đây nguyên nhân là cái cục điều tốc này. Đây là IC điều tốc là đã bị hỏng. Thay cái IC điều tốc này vào là xe đã chạy trở lại bình thường. Đây là cụm tay ga này.
trời. Quay đã hoạt động trở lại bình thường. Chính Nguyễn Mờ xin dừng đoạn video clip ở đây. Xin cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video của Chính Nguyễn Mờ. Xin chào.